hơn 1 tỷ nhưng bây giờ chỉ còn góc nhỏ nhỏ chút xíu. Mà bốn cái vỏ đang còn zin. Đây, anh chị nhìn thấy cái gai này. Dày khui luôn. Anh Trung sẽ soi luôn đát vỏ của anh chị luôn. 2016 này quý chị chưa? Tại vì cái xe này nó sản xuất 2016. Anh chị nhìn cái vỏ nó còn dày khui như này. Thật sự là cái máy của em nó quá mới đi. Đây, anh chị nhìn thấy cái ống này không? Thật sự là cái xe này chưa rửa quý chị nha. Chưa rửa, nếu mà rửa ra thì phải nói là rất mới luôn. Anh chị nhìn thấy con ốc vít này, chưa có một dấu mở này. Thì bình thường quý chị nha, những cái chỗ cái con ổ ga này người ta đã phải tháo ra để người ta vệ sinh. Nhưng anh chị thấy không? Chưa có một dấu mở luôn. Chỉ có bụi thôi. Đây quý vị, thật sự là phải nói là một cái xe quá đẹp luôn. Đó. Ô đô chuẩn của em nó. Chào anh chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì em Trung rất là nhiều anh chị. Nói em Trung là quay chi tiết và tổng thể em Mitsubishi Pajero Sport này nha quý anh chị nhé. Thì ngày hôm nay thì anh chị quan tâm đón xem hết video. Và đặc biệt thêm nữa thì phải nói là bản thân của em nó ngày xưa quý anh chị. Xe này mà ngày xưa em nó chỉ tới hơn 1 tỷ. Nhưng bây giờ quý anh chị biết sao không? Hơn 1 tỷ nhưng bây giờ chỉ còn góc nhỏ nhỏ chút xíu. Cái này là to rồi quý anh chị nha. Cái này chút xíu thôi. Đấy. Một mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport đời 2016. Số tự động quý anh chị. Thật sự là quá rẻ đi. Đây là ngày hôm nay thì anh chị đó, quan tâm đó, đón xem video. Và đặc biệt thêm nữa thì riêng cái xe này thì phải nói là nó đã nói Sport rồi, nên mọi vấn đề thì anh chị cũng cần suy nghĩ vào nó chạy rồi nó như tên lửa. Đấy. Chi tiết tổng thể cho cô chú anh chị nha. Đây thì ngày hôm nay thì anh chị quan tâm nó đón xem hết video. Và giá phải nói là cực kỳ yêu thương và hấp dẫn cho cô chú anh chị. Thì em này nó là 2016. Ngày hôm nay thì em Trung sẽ làm video chi tiết tổng thể cho cô chú anh chị nha. Đây thì anh chị đang thấy đi lướt sơ một vòng luôn. Đó. To cao, đó, đẹp trai, màu trắng rất dễ thương. Đó. Đây quý anh chị nha. Nhưng mà anh chị thấy không? Nói chung là phải nói là một mẫu xe đẳng cấp VIP Pro. Thì ngày hôm nay thì anh chị quan tâm nó, phải nói là thật sự là quá rẻ đi. Nên là rất nhiều anh chị ngày hôm nay phải nói là thật sự là em Trung cũng không có thời gian nhiều. Tâm ra là anh chị kêu em Trung là quay chi tiết và tổng thể. Đó thì ngày hôm nay nha quý chị nha. Quan tâm đón xem hết video. Vâng, giờ đây thì không phải để quý anh chị chờ lâu, thì anh chị sẽ lướt sơ một vòng đằng bên ngoài em nó quý anh chị nha. Nói chung là phải nói là cái em này đó là to cao đẹp trai đó quý anh chị nha. Màu trắng rất là dễ thương. Đó anh chị thì đằng ngoài em nó thì anh chị đang thấy gọi là bộ mâm đúc hợp kim và tất cả cái bề bước đó tích hợp sinh nhan này. Đó đầy đủ cho cô chú anh chị. Đây bộ mâm này anh chị thấy rất đáng yêu luôn. Có mấy chỗ chày này thì không quan trọng quý chị nha. Đây thì tại vì thật sự là cái xe đời 2016 giờ nó theo thời gian và năm tháng luôn. Đấy cái quý chị này, bộ mâm bộ vỏ đây, cái vỏ này nó có bị nứt quý chị nha. Nứt đây thì thật sự là em Trung sẽ đổ lại cái vỏ mới. Và chắc cái này thì cũng phải thay lại cái dàn vỏ mới quý chị này. Nó có bốn cái nhưng mà có bốn cái vỏ nó đồng đều y chang nhau, nhưng mà cái này anh chắc phải thay cái lại một dàn cho nó đẹp luôn. Đó, và giá thật sự là rất yêu thương thôi. Mâm em nói này quý chị này, mâm 17 cũng rất là to bản luôn. Đằng đây thì em nó đã có một cái gương của em nó là được cái là tích hợp sinh nhan luôn nha quý chị nha. Bệ bước anh chị ra không nhìn đã nói là bệ bước, nhưng cái này của nó rất chắc chắn luôn. Đây cái bệ bước này là bệ bước zin của em nó luôn quý chị nha. Bệ bước zin luôn đó, rất chắc chắn. Thì đây thì anh chị vô thẳng cái phần nội thất em nó luôn quý chị này. Đây nội thất tất cả cái anh chị nhìn phải nói là máy thì phải nói là chất rồi. Đây số tự động, lãi số vô lăng này, anh chị nhìn từng cái vô lăng này, tất cả cái thật sự là rất đáng yêu luôn. Nội thất của em nó tabi thì bốn cánh đều y chang nhau. Đây thì em Trung sẽ từ những cái có sao thì em Trung cũng quay hết luôn cho cô chú anh chị luôn. Đây, phải nói là thật sự là quá rẻ luôn. Đây mà. Đặc biệt quý chị nha, Mitsubishi quý chị nè, em nó có ốp gỗ này, vần gỗ rất đẹp luôn, tabi thì bốn cánh đều y chang nhau. Cái dòng này nó 2016 thì anh chị đừng hỏi. Đây quý chị này, anh Trung sẽ quay luôn cái phần máy cho cô chú anh chị. Đây cả cái tay nắm cửa cũng mạ chrome này. Cái máy của em nó quý chị nhá. Lên cái xe này anh chị đừng hỏi em Trung là cái xe này đã máy đã bung chưa, máy đã làm chưa. Thì cái xe này thì tất cả đều toàn bộ là máy zin cái anh chị không. Cái máy của em nó đang đổ một đêm ru à. Đây phải nói là thật sự là từ con ốc vít, từ con bù loang quý chị, từ đằng trên này cũng chưa dấu mở một con chị tới đằng dưới đúng không quý chị. Đó. Phải nói là thật sự là quá đẹp cho cô chú anh chị một mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport quý anh chị nha. Vỏ thì bốn cái đều y chang nhau quý anh chị. Đây thì phải nói là tiếp tục ta coi cái này, những cái đát vỏ của em nó. Đây quý anh chị, đát vỏ của em nó là 2016 quý anh chị nha. Đây đát vỏ của em nó là 2016 luôn.
Thật sự cái xe này chạy phải nói là cực kỳ là ít quý anh chị nha. Đây thì anh chị phải nói là thì ngày hôm nay thì em Trung sẽ đưa ra ngoài trời cho nó thoáng luôn, quay cho cô chú anh chị logo thương hiệu à, phải nói là riêng cái dòng này thì anh chị cũng cần suy nghĩ ra. Đây cả hai bên tất cả cái này một vòng nó bên ngoài. Em Trung sẽ ngày hôm nay sẽ làm một cái video chi tiết tổng thể cho cô chú anh chị luôn, lấy số vô lăng này để mà nói tới thể thao thì phải nói là chất yêu rồi, nên mọi vấn đề thì anh chị cũng cần suy nghĩ. Và em Trung sẽ ngày hôm nay quý anh chị nha sẽ quay chi tiết tổng thể cho cô chú anh chị luôn. Nó phải nói là thật sự chưa bao giờ mà xe rẻ như ngày hôm nay à. Anh chị đâu nội thất ngày hôm nay em Trung sẽ quay chi tiết tổng thể. Đây nha anh chị, cái kính của em nó là bấm xuống là anh chị là auto tự động luôn đó, auto tự động. Nhưng mà khi anh chị bấm lên á, nó không auto đó. Bất cứ cái dòng Mitsu này đó, xe nó y chang vậy luôn đó quý anh chị nha. Tapi thì bốn cánh đều y chang nhau rồi đó. Ngày hôm nay thì em Trung sẽ đi một vòng luôn cho cô chú anh chị, thì thật sự là đi ra ngoài trời này nó anh chị coi nhìn nó rõ hơn đấy quý anh chị nha. Form dáng thì phải nói là rất là yêu rồi đó, anh chị quan tâm nó lướt sơ một vòng theo chân em nó luôn. Và đặc biệt thêm quý vị nhé, cái dòng này thì em nó là máy xăng 3.0 quý anh chị. Nếu mà anh chị chạy bình thường thì nó lăn quanh đâu đó thì tầm cỡ khoảng 12 lít quý anh chị nhá. Nhưng mà anh chị mà chạy đường đường đô thị, đường trường này kia, đường trường á, thì nó lăn quanh đâu đó thì tầm cỡ khoảng xe này tầm khoảng 9-10 lít thôi, chứ không đến nỗi nhiều đâu. Tại vì nó không phải là cái dòng mà như ngày xưa, mà cái Mitsu ngày xưa mà nó uống xăng đâu quý anh chị. À, phàm dáng thì anh chị đang thấy được cái rất là to cao vạm vỡ rồi. Đây à, cái chỗ này thì nó có bị chảy cái chỗ này đó quý anh chị nha. Nhưng em Trung sẽ làm lại bát đi là hết, tại vì lớp da ngoài mà. Tiếp tục quý anh chị, cái vỏ lốp của em nó bộ mâm anh chị đâu, rất đáng yêu luôn. Thật sự là các anh chị để mà tìm ra cái em này thì anh chị thấy không, cái mâm vỏ của em nó, mà cái đát vỏ của em nó nha quý anh chị nha, là cái vỏ này vỏ rin theo xe quý anh chị nha. Cái vỏ này là vỏ rin theo xe, đát vỏ năm 2016 luôn. Đấy, anh chị thấy yêu chưa? Thật sự là tiếp tục quý anh chị vô trong cái phần thẳng vô cái phần nội thất của em nó luôn. Đây, nội thất của em nó mỗi cái là quý anh chị không? Do gia chủ á, theo bản thân của gia chủ á, xài đúng một cái tông màu luôn. Đấy. Bộ ghế này, đó bộ ghế này thì đã được bọc lại này. Trần em nó thì anh chị đang thấy đã được lên bộ trần 5D rồi, nhưng mà thật sự là em Trung cũng không có sao, thì em Trung cũng chia sẻ hết tất cả cái, hoặc là do cái khách quan của mỗi người. Nhưng em Trung lại không thích cái trần, những cái trần này quý anh chị nhá. Nên là những cái trần này chỉ có để trần zin, thì những cái gì em Trung chỉ thích zin thôi là ok rồi. Đó. Nội thất anh chị thấy không? Đẹp chưa? Mele chưa? Tapi này, từ những cái ốp vân gỗ rất đẹp luôn, từ những lớp gọi là cái ốp mạ si này, đó, mạ chrome này, tapi này, bốn cái đều y chang nhau. Đó, phải nói là thật sự là quá rẻ cho cô chú anh chị, một mẫu xe đẳng cấp thương hiệu, và thật sự là so với giá thị trường anh chị thử nghĩ coi, nó rẻ hơn rất là nhiều luôn. Đây quý anh chị, tiếp tục quý anh chị vô thẳng vô trong cái phần nội thất của em nó luôn. À, thật sự là quá rẻ luôn. Em nó thì anh chị đang thấy là vô này, lấy số vô lăng này và số tự động. Em này là củ số da zin quý anh chị nha. Anh chị nhìn thấy không? Không có một dấu mòn luôn. Này. Rất mới luôn, tại vì cái xe này nó chạy rất là ít luôn. Ô đô của em nó thì anh chị đang thấy 41 ngày. Và tiếp tục quý anh chị. Tại vì sao? Đây. Tapi. Đây cái ghế này em nó là ghế chỉnh điện quý anh chị nha. Em này là ghế chỉnh điện, nó bị có cái nút này. Đó. Có cái nút này nhưng mà nó bị mất rồi. Đó, như cái nút này quý anh chị này. Đây này. Đó, tất cả cái đang đều hoạt động quý anh chị nha. Đó, ghế chỉnh điện đang xài, đang chạy hoạt động hết. Đó, quý anh chị nè. Đó. Đây, cái này là ngả này. Đó, ngả này. Anh chị thấy không? Ngả này. Đó, tất cả đều ok, đang hoạt động hết quý anh chị nha. Một mẫu xe Mitsu Baro Sport thì ngày hôm nay thì em Trung sẽ quay chi tiết tổng thể cho cô chú anh chị. Tại vì thật sự là anh chị thử nghĩ coi. Em Trung sẽ dở luôn cái phần máy. Và cái đặc biệt quý anh chị, em này là bốn cái vỏ đang còn zin theo xe luôn nhá. Bốn cái vỏ, thật sự là bây giờ anh chị thử nghĩ coi, từ 2016 tới bây giờ mà bốn cái vỏ đang còn zin. Đây, anh chị nhìn thấy cái gai này. Dày khui luôn. Đấy. Tại vì cái vỏ này thật sự là khi anh chị chạy ngoài đường quý anh chị, đây. Em Trung sẽ soi luôn đát vỏ của anh chị luôn. 2016 này quý anh chị chưa? Tại vì cái xe này nó sản xuất 2016, anh chị nhìn cái vỏ nó còn dày khui như này, nhưng mà thật sự là cái khi mà anh chị đi á, cái vỏ này thật sự là nó không được an toàn quý anh chị nhá, không an toàn được. Tại vì anh chị từ năm 2016 tới bây giờ rồi, không anh chị thấy không? Cái vỏ nó dạn nó nứt này. À.
Nên là khi anh chị lên chạy ngoài đường đường quốc lộ hoặc đường cao tốc đó, thật sự là nó không an toàn. Nếu mà anh chị mua một cái xe này thì thật sự là em Trung sẽ khuyến mại tặng cho cô chú anh chị bộ dàn vỏ mới quý anh chị nha. Đây quý anh chị, và trước mặt anh chị đang thấy em nó cái đèn bi này quý anh chị nha. Này, cái bi này là gì này, còn cái bi này là lên quý anh chị nha. Tại vì cái đèn này, cái xe này bản thân của em nó, cái bi này là lên chứ không phải là cái bi zin của em nó nha. Nhưng anh chị đăng kiểm vẫn bình thường hết. Đây quý anh chị này, em nó được lên cái đèn cảng quý anh chị em, cũng đèn bi luôn, rất yêu luôn. Tiếp tục quý anh chị nhìn form dáng phải nó là thật sự là quá đẳng cấp luôn. Đấy, tại sao quý anh chị, cái cabo này em Trung cũng vừa mới mở bật lên để quay luôn cái dàn máy cho cô chú anh chị luôn. Đây thật sự là, thì ngày hôm nay thì phải nói là một mẫu xe tiền tỷ quý anh chị. Đây quý anh chị, cái phần máy của em nó đây quý anh chị nha. Đây tất cả cái anh chị nha, thật sự là cái máy của em nó quá mới đi. Đây anh chị nhìn từ cái ống này không, thật sự là cái xe này chưa rửa quý anh chị nha, chưa rửa. Nếu mà rửa ra thì phải nói là rất mới luôn. Anh chị nhìn từ con ốc vít này, chưa có một dấu mở này. Thì bình thường quý anh chị nha, những cái chỗ cái con ổ ga này người ta đã phải tháo ra để người ta vệ sinh, nhưng anh chị thấy không, chưa có một dấu mở luôn. Đó, tại vì theo thời gian 5 tháng từ năm 2016 tới bây giờ thì quý anh chị phải nghĩ thôi. Thật sự là coi như là cái máy của em nó thì anh chị này, này chất chưa, từ cái lớp men lớp nhũ của thân chị, anh chị chỉ có bụi thôi. Đây quý vị, thật sự là phải nói là một cái xe quá đẹp luôn. Đó, odo chuẩn của em nó thì riêng cái xe này thì em Trung có phải nói là nó không thể nào mà cái odo để anh chị nó chuẩn như odo, nhưng mà thật sự nhưng mà chạy quá ít luôn quý anh chị nha. Đây tại sao với em Trung kêu là quý anh chị cái xe này chạy quá ít, bốn cái vỏ zin theo xe quý anh chị nha. Đây là em nó cái vỏ có bị chém này. Tại vì sao quý anh chị, tại thật sự là đây quý anh chị, đát vỏ bốn cái đằng bên tài, bên tài bên phụ của quý anh chị nha. 2016 bộ mâm rất đáng yêu, và đằng bên này nó có chảy chút xíu, không quan trọng quý anh chị. Đây từ những cái bọng dè, từ những tất cả cái ngày hôm nay em Trung sẽ chia sẻ bóc tách cho cô chú anh chị hết luôn. Thật sự là cái xe này nó chạy quá ít, bốn cái vỏ còn zin nguyên thì anh chị thử hiểu là cái xe nó chạy bao nhiêu, đúng không? Nên ngày hôm nay đây thì quý anh chị nè, đăng kiểm em nó tháng 8 năm 2023 hết đăng kiểm. Em Trung bao đăng kiểm mới cho cô chú anh chị. Và tiếp tục quý anh chị này, gương của em nó cũng có tích hợp xi nhan này. Tiếp tục tay nắm cửa em nó mạ chrome này, được cái màu trắng rất đáng yêu quý anh chị đâu. Từ những cái bệ bước của em nó phải nói là rất là cứng cáp. Anh chị nhìn được cái lườn xung quanh luôn. Đây em Trung sẽ mở luôn cái phần nội thất cho cô chú anh chị này. Yêu chưa, thật sự là quá yêu luôn. Anh chị thấy không, củ số da zin luôn. Anh chị thấy không, không có một dấu mòn luôn này. Điều hòa tất cả các anh chị cũng cần suy nghĩ này. Lãy số vô lăng rất là thể thao, vô lăng của em nó này, nội thất của em nó thì anh chị cũng cần suy nghĩ rồi, chất rồi, yêu rồi. Phải nói là táp bi đây quý anh chị này, táp bi này bốn cánh đều y chang nhau. Và phải nói là thật sự là một mẫu xe tiền tỷ, nhưng bây giờ quý anh chị chỉ một góc thôi. Đây nội thất của em nó yêu chưa quý anh chị, phải nói là quá đẹp cho một cuộc tình. Đây là ngày hôm nay anh chị từ từ cảm nhận em nó. Thì bởi vậy tại sao mà em, đây cái sexy của em nó này, đây anh chị thấy mới chưa, đây sexy của em nó này, anh chị thấy mới chưa, từ bọng dè này tất cả đều toàn bộ là zin hết quý anh chị nha. Thật sự là anh chị thử nghĩ coi, 2016 tới bây giờ bốn cái vỏ còn zin theo xe, đát vỏ em Trung sẽ quay cho cô chú anh chị bốn cái đát vỏ luôn. Đây 2016 đây quý anh chị này, bốn cái đát vỏ. Thật sự là anh chị thử nghĩ coi, tìm đâu ra một cái mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport như này, nhưng quý anh chị giá siêu hấp dẫn. Đây cốp của em nó, em Trung sẽ mở lên. Đây từ những cái cột kèo này, đây phải nói là anh chị thấy yêu chưa. Nội thất thật sự là khi mà nhìn vô cái nội thất này quá chán đời quý anh chị. Em Trung không thích cái nội thất này quý anh chị nha. Này khi anh chị ngả cái hàng ghế này ra đó, anh chị bỏ đồ rất là ok luôn. Cái nội thất này của em nó lên cái bộ trần, cái bộ trần này thật sự là em Trung không thích. Và phải nói là tiếp tục quý anh chị, đây cái phần gầm của em nó đây, anh chị nhìn thấy không, chỉ có bụi thôi. Cái này chỉ có đưa lên xịt nước là sạch rồi, chứ không cần phải rửa đâu quý anh chị. Đây tất cả cái thật sự là tìm đâu ra một mẫu xe. Đây quý anh chị, ổ khóa này đang còn vàng ươm chưa. 2016 tới bây giờ anh chị thử nghĩ coi, chạy ô tô mới có chỉ mới 40.000 km thì anh chị thử nghĩ coi, tìm đâu ra một mẫu xe như này mà. Đây bồng dèo em nó này, tất cả đằng trong này anh chị thấy. Và tiếp tục quý anh chị, đát vỏ của em nó bốn cái này. Đây
em Trung tìm cái đát vỏ của em đó. Cái đát vỏ của em ở đâu rồi ta? Cái vỏ này, cái vỏ này là vỏ thay rồi quý anh chị này. Vỏ này thay rồi. Đây, đát vỏ của em nó thật sự là, anh chị thử nghĩ coi tìm đâu ra mà coi như là vẫn còn nguyên zin. Vậy là cái vỏ kia nó nằm trong trong nhà rồi đó. Tại vì cái vỏ sơ cua nó nằm đây quý anh chị này, vỏ sơ cua nó nằm đây, em Trung tháo xuống này đó. Anh chị thử nghĩ coi, một mẫu xe Mitsubishi Sport, và xe này trên thị trường đang bán tầm khoảng 400 mấy 500 triệu, nhưng em Trung bán cho cô chú anh chị xe này chỉ với 400 thôi nha. Nên anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung. Và đặc biệt thêm nữa thì trên cửa hàng của em Trung thì cũng còn rất là nhiều xe, thì ngày hôm nay thì em Trung cũng chỉ có quay video chi tiết xe này thôi. Đó thì anh chị cứ quan tâm thì alo. Đó thì thôi, cuối video thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống nhá. Và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo nhá.